Cô xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 xinh đẹp. Các bạn ơi, mình vừa mới xem một cái video, một hoàn cảnh vợ chồng của người Việt Nam, vợ còn 2 tuần nữa thì sinh, mà ở quê đi về Sài Gòn để đi làm thuê, làm mướn, thuê nhà trọ, nhưng mà thất nghiệp vì là Covid và vì dịch, dân thất nghiệp ở nhà không có tiền. Thì hai vợ chồng đã quyết định là đi về quê để sinh đẻ và dựa dẫm vào gia đình bố mẹ ở quê. Thì mình nhìn cái cảnh mà đi dọc đường không có một bóng người mà chỉ có đôi vợ chồng với đứa con, trông rất là cổ khổ. Cái cảnh ở Việt Nam, cái cảnh dịch này, giãn cách ly, không được một ai ra đường thì rất là khổ. Thì mình cứ nghĩ là bị như thế này thì người ta chết đói, không có cái nguồn cung cấp nào. Mình nghĩ là như ở Việt Nam, ở bên nước ngoài ấy, dù kiểu gì người ta vẫn cho, người ta vẫn có trợ cấp cho, người ta không có để chết đói. Nhưng mà ở Việt Nam thì cũng thế. Bởi vì cái vợ chồng này ấy, là đi về nhưng mà đi đến cái chỗ trạm, người ta canh gác ấy, thì người ta không cho về, và người ta nói là không được về, mà lăn lỉ kiểu gì cũng không được, bảo là vợ sắp sinh thì về quê sinh thì không có tiền ăn, không có tiền sống ấy, thì người ta không cho về và người ta khuyên là quay lại. Thì người ta bảo quay lại, nhưng mà người ta nói cái vợ chồng đôi này ấy, là liên hệ với cái ấp, cái nơi mà mình đang ở đấy, thì người ta sẽ viện trợ cho tiền để sống, chứ họ không để chết đói đâu. Thế thì mình thấy cái ở Việt Nam thế là cũng khá, cũng sướng rồi, chứ đâu có, không có đến cái nỗi gì mà bảo là cùng đường mà đói khát cả. Bây giờ rồi ngoài ra các cái mạnh thường quân người ta cũng giúp đỡ, người ta ủng hộ rất là nhiều. Như vừa rồi đấy, mình có nghe một cậu ấy chia sẻ, là cậu ấy nói là nhà cậu ấy có 5 người, có bố mẹ và cậu ấy với lại một ông anh với lại hai vợ chồng của em với lại một đứa cháu, hai vợ chồng của em với đứa cháu là 3 này, cậu là 4 này, bố mẹ là 5, 6 này, mấy ông anh nữa là 7. 7 người thì 5 người, một ông anh với lại bố mẹ và cô em với lại một đứa con đi giãn cách ly. Còn bây giờ hiện tại là còn có một mình cậu ấy và thằng em rể ở nhà. Thì cậu nói là đi giãn cách ly như thế, thì mình mới hỏi là thế đi như thế thì có mất tiền ăn không? Thì cậu nói là có mất tiền ăn, một người là 80.000 tiền Việt Nam một ngày. Ôi dồi, thì mình bảo thế thì chết à? Hạ bố với mẹ với lại ông anh với lại em gái với lại con của em gái, tất cả là 5 người mà mỗi người mất là 80.000 thì chết à? Tiền đâu mà chi để mà giãn cách ly? Nhưng mà cậu không nói. Nhưng mà qua cái mà mình xem cái video của Lê Thân Thiện này đưa lên này, thì mình mới biết được là ở Việt Nam người ta cũng không để cho chết, người ta cũng nói là người ta khuyên cái vợ chồng chú này là quay lại đi về nhà trọ ở Sài Gòn ở và liên hệ với cái ấp đấy, thì người ta sẽ viện trợ cho người ta không để chết đói đâu. Thì mình thấy Việt Nam như thế là cũng ổn, cũng ok rồi. Chứ còn mình mà cứ nghe mà có bạn mà cứ nói có một chiều thôi thì mình thấy cũng rất là tội nghiệp và rất là thương. Mà ở nước ngoài ấy, các cái mạnh thường quân ấy, thì người ta thương, người ta thấy cái hoàn cảnh ở Việt Nam như thế người ta thương, bởi vì người ta cũng không biết sâu. Nhưng thật ra ấy, mạnh thường quân ở nước ngoài ấy, họ cũng rất là khó khăn, nhưng họ làm việc vất vả lắm mà cũng khó khăn lắm, chứ không phải là kiếm được đồng tiền rẻ đâu các bạn ạ. Đấy, có bạn ấy chia sẻ đấy, bạn ấy làm YouTube mà không có cả thời gian để mà làm YouTube nữa, mà làm vất vả. Có bạn làm vất vả là về nhà là nó mệt, nó mỏi mà cứ nằm vật ra, không có muốn sờ mó, không muốn làm một cái gì khác cả, ngồi nhiều quá đau lưng. Mà thậm chí là bạn ấy nói là hôm nào mà đông khách ấy, là không cả kịp ăn trưa, là trưa cơm mang cơm đi là bỏ lại mang về. Đi làm ở nước ngoài kiếm được đồng tiền rất là khó khăn, mà có tiền là phải đóng thuế, rất là vất vả, chứ không có phải như ở Việt Nam đâu. Việt Nam mình thấy là cuộc sống ở Việt Nam cũng rất là nhẹ. Thế thì cậu ấy mới
quay trở lại là cái cậu mà cậu chia sẻ là nhà cậu có 5 người đi giãn cách ly, thì mình mới hỏi là thế có mất tiền không, bảo có 80.000 một người. Thế mình bảo thế thì chết à, thế lấy đâu ra tiền? Thì cậu mới nói là thì ai giúp đỡ thì có tiền, nhưng cậu không nói là ở cái nơi mình sống ấy. Thì ví dụ như nhà cậu ấy chắc chắn là đi giãn cách ly mà không có tiền thì cái nơi sống ấy người ta sẽ giúp đỡ, chứ người ta không có để cho chết đói, người ta không để chết. Bởi vì Lê Thân Thiện vừa mới đưa đây thì cái cậu này cậu ấy chia sẻ, cậu nói đây, cậu nói là người ta không cho qua và người ta cũng bảo là đi về mà liên hệ với cái ấp và cái nơi mình sống ấy thì họ sẽ viện trợ cho, chứ họ không để chết đói đâu. Thì mình nhìn cái cảnh đi về rất là tội nghiệp, mà Lê Thân Thiện là cũng thấy như thế, cả một cái đoạn đường không có một bóng người mà chỉ có riêng đôi vợ chồng với đứa con đi xe máy để về thôi, thì nhìn rất là tội nghiệp. Thì là Lê Thân Thiện mới bảo đứng lại và hỏi chuyện, và Lê Thân Thiện cũng có giúp 5 triệu, mình xem hết cái video là giúp 5 triệu. Và giúp 5 triệu thì quay về rồi ở cái nơi sống này liên hệ với cái ấp mà mình đang sống thì người ta sẽ viện trợ cho, thì cũng không đáng ngại đúng không cả nhà? Chứ nếu mà không nói cái đấy ra thì mình thấy Việt Nam đúng là cơ cực. Nhưng mà thật ra thì Việt Nam đâu đến nỗi, cũng có bạn ấy cũng rất là thật thà, cũng nói là Việt Nam bây giờ người ta cũng có viện trợ rồi, cũng không đến nỗi gì, không khổ gì. Nhưng mà nhiều người cứ tưởng là Việt Nam khổ đấy, nhiều khi là cứ bố thí. Đó, cái bạn ấy chia sẻ rất là đúng. Nhưng mà nhiều bạn không nói để mà được ở nước ngoài người ta viện trợ, người ta cho. Nhưng họ có biết đâu là nước ngoài kiếm được đồng tiền rất là vất vả, cũng không đơn giản tí nào. Chẳng qua là họ thấy, họ tưởng là không có cái gì thì họ viện trợ thôi. Chứ còn nếu thế thì cũng đâu có khổ. Rất là ok thế chứ đâu có khổ đúng không? Thì bây giờ các bạn xem, các bạn nhìn cái cảnh mà hai vợ chồng đèo nhau xe máy đi về quê nhé, cả một cái rộng đường không có một bóng người nhé các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn cảnh hai vợ chồng đèo nhau đây, dọc đường không có một bóng người. Hai vợ chồng một đứa con vợ thì sắp sinh, rất là tội nghiệp. Và Lê Thân Thiện hỏi là cậu còn khóc, cậu nói là không biết là sống ở đâu được. Nhưng mà ở cái nơi người ta quản lý mình ấy, người ta cũng cho tiền mà, đâu có khổ. Người ta có để cho chết đói đâu. Thì xem cái cảnh này thôi chứ mình không dám mở tiếng các bạn ạ. Mở tiếng của Lê Thân Thiện thì mình sợ lại bản quyền, nhưng mình cũng rất là ngại. Xem một cái cảnh như hai vợ chồng đi thôi chứ cũng không dám cho xem nhiều, rồi sợ Lê Thân Thiện với bản quyền thì cũng phiền hà lắm. Cái kênh của mình nó bé bé nhỏ tí ti là không có tiền mà có rách việc ấy. Nhiều khi người ta bảo là chó cắn áo rách, không ra cái gì mà bé tí nhưng mà rồi vớ vẩn rồi lại bị gậy rồi bị này khác thì rách việc lắm. Thì đấy, rồi Lê Thân Thiện hỏi chuyện thì Lê Thân Thiện cũng góp cho 5 triệu rồi đi về chỗ cái ấp ở đấy rồi liên hệ thì người ta viện trợ tiền cho nhé, là vợ mới sinh đấy thì cũng không đến nỗi, không không đến nỗi mà để bị chết đói mà nhà nước không có viện trợ. Thế này các bạn phải chia sẻ là nhà nước có viện trợ chứ, mình cứ nói như thế. Mạnh thường quân, một đấy là người ta thương người ta hay gửi cho, hai đó là nói như thế không được, địa phương họ cũng giúp đỡ mà họ cũng viện trợ cho thì mình phải nói là địa phương viện trợ chứ, chứ sao ai lại không nói như thế. Đời nào mà người ta để chết đói, Việt Nam bây giờ cũng cuộc sống cũng không đến nỗi nào nữa rồi. Và hôm qua mình cũng có xem được một cái video mà có một cái cậu ấy, là cậu ấy đi bộ bao nhiêu cây số nhỉ, mà đi bộ để về, trời ơi trông nó mệt mỏi đói mệt phờ ra. Cậu ấy kêu là 2 tháng ăn mì tôm. Nhiều khi cứ không chia sẻ thật, hoặc là cậu không biết, cậu mà biết cậu ấy đi xin, hoàn cảnh không có thì cậu đi xin thì cái nơi mà người ta quản lý mình người ta sẽ cho chứ. Đấy, mình nhìn thấy ở Việt Nam ấy, các cái dọc đường ấy, có những cái bạn mà đi làm thuê nhưng mà không có việc làm nữa, không phải không có việc làm mà giãn cách ly người ta không cho đi làm nữa ấy. Thì là ở nhà đấy, nhưng mà có bạn cứ ra ngoài đường ngồi, xong rồi là gặp Lê Thân Thiện, Lê Thân Thiện lại cho người thì 200 triệu, người 200.000,
người thì 400.000 rồi. Có rất nhiều các cái gia đình ở Việt Nam ấy, người ta tự nấu ăn ấy, người ta mang đi, người ta cho các cái suất cơm ấy, mang đến tận nơi cho ấy, cho các cái suất cơm ấy. Mà mình thấy là Lê Thân Thiện gặp người nào cũng hỏi ăn uống gì chưa, là đều bảo là ăn hết rồi. Ăn Mạnh Thường Quân người ta mang cơm đến tận nơi người ta cho. Thế nên mình nhìn thấy thì Việt Nam đâu có đến nỗi nào, đúng không các bạn? Chứ nhiều khi cứ không chia sẻ thật thế là người ta cứ tưởng đấy. Chứ còn mình thấy ở nước ngoài lao động vất vả lắm, lao động nhiều lắm, làm nhất là làm cái nghề móng tay ấy, nhiều bạn còn mệt mỏi về đau lưng đau nối, không muốn làm, không không làm được cái gì cả. Chứ thật ra thì cũng không đến nỗi nào, đúng không? Chứ ở nước ngoài thì cũng vất vả lắm, không phải là ai nước ngoài cũng có tiền mà ai nước ngoài mà sướng đâu, nhiều khi còn không bằng Việt Nam ấy. Chứ Việt Nam mình thấy chế độ thế cũng ok rồi. Thế mà cậu ấy chia sẻ cho cậu ngồi cậu khóc trông rất là tội. Mình cứ nghĩ là Việt Nam là không có một cái chế độ gì cơ. Thì cái bạn mà cả bạn ấy nói là nhà bạn ấy là 5 người đi giãn cách ly mà mỗi người mất 80.000 một ngày, thì mình mà thế chết này đấy đâu có tiền. Thì cậu ấy không nói là địa phương người ta giúp đỡ, mà cậu ấy chỉ bảo là ai giúp đỡ ai, người ta cho được tí nào thì được. Thế trời ơi, chứng tỏ là cậu ấy không chia sẻ rõ rệt, đúng không? Chứ là cái địa phương người ta vẫn cho, vẫn cung cấp bình thường mà. Thế là thôi thì bây giờ nói gì thì nói, nhưng mà cũng mình cũng cầu mong cho là nước Việt Nam là nói riêng và cái cả toàn thế giới là nói chung, là mong sao mà cái dịch bệnh này nó nhanh qua đi để cho loài người được trở về cuộc sống tự do như xưa. Nhưng bây giờ rất nhiều người thì đi về nước không quay sang được, thế là cứ ăn vạ ở trong nước thôi. Hai vợ chồng cứ ông ngâu và ngâu đợi nhau mãi không gặp nhau được. Rồi người thì cha mất, mẹ mất, thì là này khác, nhiều cái chuyện, nhiều chuyện lớn mà không về được bởi vì dịch bệnh này các bạn ạ. Rất là buồn, nhưng mà nó là cái tình hình chung thôi, đúng không? Phải xác định như làm nào được. Thế thì mình thấy cái hoàn cảnh như thế thì mình làm cái video này, nhưng mà thật ra thì cũng không đến nỗi nào, vẫn còn có cái viện trợ trợ cấp cơ mà, đúng không? Nhiều khi cái bạn kia bạn ấy không nói thật. Thế để những ai mà người ta yêu quý, người ta thương ở hải ngoại thì người ta lại gửi, người ta cho tiền. Ok, thì video này mình chia sẻ đến đây nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.